cái bụng tội nghiệp của tớ. Tớ đói quá. Ơi, chuyện gì thế này? Tiếng kêu đến từ đâu vậy? Bà chạy đến đây với em bé của bà đây. Ui, chiếc bánh rán ngon thật đấy. Có vẻ như em gái cần giúp đỡ. Anh đến đây. Ôi, khóc từ phòng Margot. Mình đang bay đến giải cứu đây. Bà có chuyện gì đây, nói đi xem nào. Em rất là đói. Mình không biết mình có thể quay bao nhiêu mà không dừng lại nhờ. Ê, chúng ta có thử thách. Mình muốn cái bánh ngon nhất thế giới. Ôi, anh sẽ làm một chiếc bánh đẹp nhất. Tất nhiên, cho gái yêu quý của bà. Dễ dàng, mình là chuyên nghiệp mà. Điều chính là một chiếc bánh không có kem thì là bánh gì chứ? Ôi, bánh của bà sẽ rất là cao. Và tất nhiên là rất ngon rồi. Để Margot yêu quý của bà sẽ trang trí nó như một chiếc, thêm cả sô-cô-la KitKat nữa. Hóa ra là trông rất là tốt đấy. Bây giờ bà sẽ thêm một ít sô-cô-la ở trên. Bà chắc chắn rằng Margot sẽ rất thích nó. Bà ơi, bây giờ cháu sẽ cho bà xem một chiếc bánh trông như thế nào. Cắt lập đôi. Đặt bánh một nửa lên trên cái khác. Cắt bỏ phần giữa. Và lật nó lại thôi. Kem màu sẽ làm nó trông giống cầu vồng. Bây giờ mình sẽ bôi kem ở khắp mọi nơi. Sau đó mình sẽ làm nó bằng một chút. Và sẽ làm những cái đám mây thật là bông. Thêm cả mắt đáng yêu và cái miệng nữa. Đây là một kiệt tác thực sự. Của các bạn không có cơ hội đâu. Ôi, không quan trọng là bánh phải đẹp. Quan trọng là bánh phải thật là ngon. Cái gì? Trời ạ, cái này không giống chiếc bánh luôn. Ôi, mình đã chưa xong đâu. Bây giờ chiếc bánh của mình sẽ cũng làm rất là đẹp đây. Mình sẽ đổ cái này lên. Đổ như thế này. Cho thêm cả lấp lánh nữa. Bởi vì các bạn gái rất thích những thế này mà. Và cái đẹp nhất, bây giờ phải nhấc nó lên thật là cẩn thận. Wow, trông thật là tuyệt vời. Bánh của mình chắc chắn sẽ thắng. Wow, nó sáng tạo thật đấy. Sáng tạo, nhưng mà không phải là đối thủ của mình. Wow, chiếc bánh thật là đẹp, tuyệt vời quá. Mình sẽ thử nó đầu tiên nhé. Ngon quá. Nào, bây giờ thử bánh của bà nữa nhé. Kẹo yêu thích nhất của mình với sô-cô-la. Ôi, bánh này kỳ lạ gì đấy. Thử nhé. Không, vì không ổn đâu. Cái bánh này thắng. Mình đã nói mình sẽ thắng mà. Lần này em muốn một cốc sô-cô-la nóng với kẹo dẻo. Ok em gái. Ok, dễ như ăn bánh. Nào, sao chúng ta lại ngồi vậy? Cần phải bắt đầu nấu thôi. Bí quyết để có sô-cô-la nóng ngon là thêm loại sô-cô-la yêu thích nhất của Margot. Mình sẽ trộn thật là kỹ vào nhá. Và bây giờ thì rót ra cái cốc mà cháu gái đã tặng cho mình. Hãy nhìn xem đẹp chưa. Thôi, chỉ là cái cốc thôi mà. Cháu không hiểu gì cả. Bây giờ sẽ thử xem như thế nào. Rất là ngon. Muốn thử không? Không muốn thì thôi vậy. Ok. Sô-cô-la nóng thực sự nên được uống từ những chiếc ly như thế này, không phải từ cái cốc như thế kia. Đổ sô-cô-la ra đây. Bây giờ đánh kem lên. Và làm một chiếc mũ bông thật là đáng yêu. Và trang trí bằng kẹo dẻo. Đấy, hãy nhìn vào hỏi đi. Ê, đừng có động vào. Ôi, thế mình làm gì bây giờ nhỉ? Đúng rồi, có một đống kem hộp bên này. Cái này ngon lắm. Đấy, mình sẽ làm một mũ lớn với nhiều kẹo dẻo. Và thêm cả kẹo M&M nữa nhá. Và thêm cả Oreo và cả siro sô-cô-la nữa. Ừ, cái này nữa, Pocky. Đấy, như này chắc chắn sẽ rất ngon đây. Oh wow, mình sẽ thử cái này trước đầu tiên nhá.
Ôi, nhiều kẹo dẻo và kem quá. Wow, ngon thế. Ồ, còn đây là cái này mình đã tặng cho bà. Nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà sô-cô-la cũng bình thường thôi. Còn với ly này, mình cần một cái ống hút. Ngon quá. Cần phải suy nghĩ một chút. Lần này Andy đã thắng nhá. Hoan hô. Khi còn trẻ, bà rất giỏi tung hứng đấy. Lần này mọi người phải nấu bim bim nhá. Ok, được thôi. Nào, chúng ta hãy xem ai chúng ta chuyên nghiệp hơn nhá. Ơi, cháu trai. Cái này phải làm gì đấy bà? Rất đơn giản, nhìn này. Chúng ta lấy khoai tây, gọt vỏ như thế này này. Sau đó chúng ta cắt nó ra. Mở lò lên. Sau đó cho dầu vào. Sau đó cho cả khoai tây vào nhá. Đây, thế là xong. Không có gì là khó khăn cả. À, cháu hiểu rồi. Cẩn thận đấy. Bây giờ mình sẽ làm bạn thật là nhanh. Mình sẽ cho thêm thật nhiều dầu. Không có thời gian để chờ đợi. Mình sẽ bật lò thật là nóng. Mình sẽ cần cái nắp này để bảo vệ. Thôi được rồi, cho tất cả mọi thứ vào. Ôi, xin lỗi nha bà. Ôi, cháu cẩn thận đi. Đến lúc phải quay những cái bim bim của bà rồi. Rất là tuyệt vời. Mọi người làm trông thật là bình thường. Còn đây mới là bim bim tuyệt vời đây này. Mình sẽ lấy cái này nhá. Cắt nó ra thật là gọn gàng. Sau đó cho dầu vào. Bà ơi, bà không thể nào mà làm được như mình làm đâu. Làm nóng dầu lên. Sau đó bây giờ sẽ dán cái này lên cho nó thật giòn. Đấy, nachos ngon tuyệt vời đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần cho thêm phô mai tuyệt vời nữa. Mình sẽ đun chảy phô mai và đổ nước sốt lên. Trang trí một ít với cả chanh. Và mọi thứ đã hoàn thành. Ôi, chắc là nói như vậy không ổn đâu. Ôi, trời ơi. Ôi, suýt thì quên mất. Ôi, mong là Margot thích ăn giòn. Ôi, bà không nghĩ vậy đâu. Mình biết làm phải gì rồi. Đúng rồi, bộ phô mai sẽ giúp mình. Mình sẽ cho thêm vào và lắc mọi thứ lên thật đều. Nào. Hình như không ổn lắm. Thôi được rồi, mình sẽ mong Margot sẽ thích nó. Ôi, bây giờ chỉ cần rắc thêm một ít muối lên và sẽ rất là ngon đây. Xuất sắc rồi. Ăn đi em gái. Ê, than này là than gì đây? Thôi được rồi, mình sẽ thử một miếng. Eo ơi, thật là kinh tởm. Không, cái này không ăn được đâu. Còn những thứ ngon miệng này là tuyệt vời là gì đây? Ngon thật đấy. Còn đây chắc chắn là bim bim đúng không? Thôi được rồi, mình sẽ thử cắn một miếng. Không, vị lạ lắm. Bim bim của bà vẫn rất là tốt nhất. Ôi, bà đã nói rồi mà. Ồ, nước sốt bà sẽ cần. Hãy xem ai nấu mì spaghetti ngon nhất nhá. Ôi, không vấn đề. Tất nhiên rồi cháu yêu. Mong là mình biết nấu mì spaghetti. Thôi được rồi, mình sẽ làm như thế này vậy. Tại sao chúng không được nhở? Nào. Ôi, phải làm gì bây giờ? Có lẽ mình thử đập bằng cái này thì sao? Nào, vào đi. Trời ạ, spaghetti ngu ngốc. Bây giờ mình sẽ cho bạn biết. Ôi, cháu ơi, cháu đang làm gì vậy? Đầu tiên cần phải bật bếp lên chứ. Cháu thấy chưa? Và sau đó cho mì vào nước nóng. Như thế này này, hiểu chưa? Holy moly! À, hiểu rồi. Ừ, các bạn chắc chắn không có cơ hội đâu. Mì thật được chuẩn bị bởi chính mình. Chúng ta sẽ lấy bột mì, đổ nó ra cái khay, tạo ra một cái lỗ ở giữa và sau đó cho trứng vào. Nhẹ nhàng nhào bột. Mình sẽ cho một ít thuốc nhuộm đen để có được một hỗn hợp thật là khác thường. Sau đó, nhanh chóng phủ bột bằng màn bọc thực phẩm. Mình sẽ cho cái này vào, bọc vào và cho thời xem thời gian nhé. Tuyệt lắm. Bây giờ thì là hoàn hảo rồi. Mình sẽ lăn nó ra, cắt nó ra và chúng ta có mì ý thực sự đây này.
Bây giờ mình sẽ luộc nó lên và lôi nó ra. Bây giờ thì hãy lôi cái này ra nhé. Bạch tuộc rất là tuyệt vời, cần phải dàn nó vào và cho nó lên trên. Sẵn sàng. Ôi, thật là đáng sợ, tại sao lại nhiều sốt cà chua thế này? Sốt cà chua không bao giờ có quá nhiều. Ôi, đây là cái gì vậy? Andy, cháu lại đang làm gì vậy? Bây giờ những cái spaghetti này không muốn ra. Thôi được rồi, mình vẫn sẽ lấy nó ra thôi. Mình sẽ thử bằng cái này nhé. Chắc là cái này phải không như thế này chứ. Ôi, tại sao lại nấu khó thế nhở? Nếu mà mình thay nó bằng mì tôm thì sao? Ừ, cái này chắc chắn mình có thể làm được. Mình sẽ đổ hết tất cả mọi thứ vào và cho nước vào và đợi một chút. Mì tôm, trời ạ, thật là tệ hại. Đây, thế là xong rồi, mì đã sẵn sàng. Ôi, đây là bạch tuộc sao, nghiêm túc sao? Trông thật là ghê tởm, làm nào để ăn nó? Eo ơi, trời ạ, nó như cao su vậy, không thể nào mà cắn được. Eo ơi, không ăn đâu, kinh tởm. Ôi, mì spaghetti với cả nước sốt, tuyệt vời quá, ăn thử thôi nào. Rất là ngon. Mì vừa trong hộp sao? Hay thật đấy. Trông rất là ổn đấy. Nhưng mà ôi, rất rất cay. Trời ơi, miệng mình đang bốc hỏa. Ôi, rất là tuyệt, giống như con rồng vậy. Andy sẽ thắng nhá. Cái gì? Anh thắng sao? Hay quá. Các bạn có thích thử thách của chúng tôi không? Vậy thì hãy nhanh đăng ký kênh Barada nhé và like video nữa. Còn rất nhiều thứ thú vị đang chờ đợi bạn đấy. Bây giờ thì bye bye.